Tình cũ đòi nối lại tình xưa với chồng, vợ lịch sự hẹn gặp và nói một lời khiến cô ta từ bỏ ý định. Đức bỗng có những tối về muộn. Cô hỏi đi đâu, anh chỉ lãng lãng rằng đi gặp đối tác. Nhưng An Thừa biết Đức nói dối. Điều cô lo sợ đang xảy ra. Khi An lấy được Đức, ai cũng bảo số cô sướng Đức đã 30 tuổi, đang ở cái tuổi chính của sự nghiệp và tính cách, giàu có lại tài giỏi. An cũng thấy như vậy. Suốt 24 năm trời, cô chưa gặp được người đàn ông nào hoàn hảo hơn Đức cả. Cô mỉm cười mãn nguyện vì sự may mắn của mình. Thế nhưng, khi kết hôn được tầm một năm, mọi sự đang yên đang lành, bỗng đâu cô người yêu cũ của Đức đi du học trở về. Trước kia, hai người cũng từng có một thời yêu đương mặn nồng, nhưng khi tốt nghiệp đại học, cô ấy lại dứt khoát đòi chia tay rồi lên đường du học. Dù khi đó, Đức Mù Quán nói sẽ đợi cô trở về, nhưng Ly dứt khoát từ chối. Cho tới khi anh gặp An và yêu cô, tình cảm khi xưa dần dần nguôi ngoai. An cảm nhận được sự chân thành của Đức vì anh cũng không ngần ngại chia sẻ với cô về tình cũ với lời lẽ tôn trọng nhưng anh vẫn chỉ bảo giờ trong lòng anh chỉ có em thôi chuyện cũ cũng qua rồi coi như kỷ niệm đẹp sau này lỡ có gặp lại chắc cũng mỉm cười cho qua anh không trách cô ấy an đương nhiên cũng cố gắng hết mình vì mối quan hệ này vì cô cũng muốn mình phải thật tốt thật khéo léo để đánh bật hoàn toàn người cũ trong lòng đức rồi yêu nhau hai năm an và đức cũng kết hôn trong sự chúc phúc của tất cả mọi người mẹ đức thì khỏi nói mừng không kể xiết bởi cậu con trai cũng chẳng trẻ trung gì nữa chồng yêu mẹ chồng lại hiền cuộc sống của an đúng là chẳng mấy sóng gió cho tới khi cô người yêu kia trở về sau đó đức lao vào công việc cô người yêu cũng bật vô âm tính nghe nói sau khi học thạc sĩ xong lại tiếp tục theo lên tiến sĩ rồi ở lại đó làm việc thế mà thời gian gần đây an bỗng nghe phong thanh rằng ly đã trở về chả là hôm ấy hai vợ chồng tới nhà mẹ chồng ăn cơm sau khi xong xuôi an xuống bếp rửa bát đứt ở trên nhà nói chuyện nhưng một tối nọ sau khi lại lừa An đi ra ngoài, Đức trở về nồng nặc hơi men. Sau khi đỡ cho anh ngủ say, An lôi điện thoại của Đức ra đọc tin nhắn. Cô sốc nặng khi phát hiện ả tình cũ kia liên tục lôi kéo dụ dỗ Đức, nhưng cô cũng hả lòng hả dạ khi Đức từ chối cô ta. Nhưng An cũng tức lắm, biết thừa anh có vợ rồi mà cô ta còn dám ngang nhiên xen vào như thế. Cứ gạ gẫm kiểu thế, chẳng chống thì tày, Đức lại bị siêu lòng mất thôi ngẫm nghĩ, ăn dùng điện thoại Đức gọi, bên kia nhanh chóng bắt máy. Anh đã nghĩ kỹ rồi sao? Anh sẽ cho em một cơ hội sao? Đi cầu xin cơ hội từ người đàn ông có vợ như thế là không được đâu chị ạ." À. Cô ta sững sờ, nhưng sau đó lại lớn tiếng thách thức An. Cô mặc cô ta, cuối cùng cô thản nhiên hẹn. "Chị muốn tình cảm của đức dành cho chị như thế nào, tối mai đến quán X tôi sẽ cho chị thấy." Tối đó, An không nói gì với Đức, chỉ bắt anh ăn mặc đẹp rồi cả hai vợ chồng tới địa điểm hẹn. Cả hai có vẻ rất bối rối khi gặp nhau. An thì cố tỏ ra bình thản, chứ cô đang bốc hỏa muốn lao vào ả mà hơn thua rồi. Cô nhẹ nhàng cất lời, "Chồng em là người tốt, đương nhiên ai cũng muốn. Nhưng chị đã bỏ anh ấy đi khi mà anh ấy cần chị nhất. Giờ anh ấy thành công chị muốn quay lại?" Hắc Văn người đã ở bên anh ấy những tháng ngày gian khổ sao? Em cũng sẽ hỏi anh Đức tương tự, nếu anh ấy lựa chọn chị, lúc đó thì đợi chúng em ly hôn xong, hai người có thể danh chính ngôn thuận đến với nhau, còn hiện giờ em không muốn làm rùm beng mọi chuyện lên, vì em tin rằng chị cũng là người có tự trọng, dù chị còn yêu thì cũng nên bớt bớt lại, tránh phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Nghe xong những lời từ An và hành động nắm tay vợ thật chặt của Đức, chị ta đủ hiểu tái mặt lấp bấp mãi chẳng nói lên lời sau đó an đứng dậy và không quên đặt một tờ tiền xuống bảo chị ta em hẹn em sẽ trả tiền chị ngồi lại sau thì dùng tiền này thanh toán nhé an nắm tay chồng rồi đi thẳng trong lòng hả hê trở về nhà đức tha thiết xin lỗi vì đã khiến cô lo lắng hứa sẽ chặn mọi liên lạc từ người yêu cũ Đồng thời anh cũng cảm ơn vợ không ngớt vì đã ứng xử lịch sự văn minh. Em gái bất ngờ có thai, bố buộc tôi phải nhường chồng cho em. Cuộc đời tôi còn gì khốn nạn hơn thế? Sinh ra với số phận hậm hiu, tôi cũng học cách chấp nhận rồi. Những tưởng mọi thứ dần trở nên tốt đẹp sau khi tôi thoát ly khỏi gia đình mình, ấy vậy mà định mệnh vẫn chưa chịu tha cho tôi. Từ ngày bắt đầu có ký ức, gia đình trong tôi là những trận cãi nhau kịch liệt của bố mẹ, hai ông bà có thể cãi nhau vì bất cứ điều gì và bất cứ thời điểm nào. Nồi niêu son chảo, cốc chén trong nhà cứ thế lần lượt tan tành sau mỗi trận chiến của họ. Tôi lớn lên trong những câu chửi thề, những lời nhục mạ mạt sát lẫn nhau. Năm tôi 8 tuổi, em gái tôi 4 tuổi, bố mẹ tôi quyết định đường ai nấy đi. Tòa phán cho tôi về ở với mẹ, em gái về ở với bố. Sống với mẹ chưa đầy nửa năm, một hôm bà bỗng thu dọn hết đồ đạc rồi đưa tôi trở về nhà bố. Tôi nghe mẹ nói với ông rằng bà vừa kiếm được việc làm trên thành phố. Do không đủ điều kiện chăm sóc nên gửi tôi lại nhờ bố tôi chăm sóc một thời gian. Cũng từ sau hôm đó, Tôi không bao giờ gặp lại mẹ mình nữa. Tôi đã từng chờ đợi mẹ trong mỏi mòn rồi thất vọng hết lần này đến lần khác. Không biết bao nhiêu đêm tôi vùi mặt trong gối, tự trách móc bản thân, tự hỏi tôi đã làm gì sai, vì sao mẹ không cần đến tôi nữa. Sau này nghe đâu bà đã cưới chồng khác, có một cuộc sống mới tốt đẹp hơn, nhưng cho đến khi tôi lớn, bà cũng vẫn bạc vô âm tính cuộc sống của tôi ở nhà bố là chuỗi ngày cay đắng và tủi nhục cũng cùng là con ruột nhưng bố tôi chỉ thương yêu và chiều chuộng mỗi cô em gái còn tôi ông đối xử như một cái gai trong mắt một vật để trút giận mỗi lần ông cảm thấy không vui hay đi nhậu xỉn về nhà có lần trong trận đòn roi ông nói với tôi rằng nhìn gương mặt tôi giống y hệt mẹ nên cứ mỗi lần nhìn thấy tôi là ông đã không thể kềm chế nổi rồi bố tôi cũng đi thêm bước nữa vợ mới của bố không thể có con nên xem em gái như con ruột vậy còn tôi mãi mãi cũng chỉ là con ở trong nhà bị xem thường bị đối xử không ra gì cả nhà ba người họ thì luôn tươi cười hạnh phúc trong khi đó mọi việc từ bếp nút giặt giũ dọn dẹp tất cả đều đổ dồn hết vào đầu tôi sự uất ức trong tôi cứ lớn dần theo từng ngày đến khi vừa tốt nghiệp phổ thông tôi quyết tâm đi tìm việc làm, tự kiếm tiền để trang trải cuộc sống và thoát ly khỏi gia đình bố. Khoảng thời gian làm công nhân ở xưởng may, tôi gặp được anh. Từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng được nếm trải cái gì gọi là thương yêu hay tình thân máu mủ. Chính vì thế, chỉ cần một chút sự quan tâm nho nhỏ và những lời ngọt ngào đường mật của anh, tôi đã nhanh chóng siêu lòng. Sau hơn một năm sống cùng nhau, tôi với anh quyết định đi đến kết hôn hai vợ chồng tôi cùng nhau làm việc tích cớp từng đồng lẻ hy vọng vài năm sẽ đủ tiền để mua một căn nhà nhỏ xây dựng tổ ấm cuộc sống tuy vất vả nhưng thật hạnh phúc biết bao những tưởng cuộc đời tôi sau này sẽ bước sang một trang mới tốt đẹp hơn nhưng không bi kịch vẫn ở đó chực chờ ập vào đầu tôi một cách thật bất ngờ kể từ khi bước chân ra khỏi nhà bố tôi chưa từng nghĩ sẽ quay trở lại nơi đó tôi căm ghét ông căm ghét cái nơi chứa đựng biết bao nhiêu đau đớn và khổ sở trong suốt tuổi thơ tôi đã phải sống hai năm lấy chồng bố tôi không hề thăm hỏi hay liên lạc với tôi một lần nào nhưng bỗng một hôm ông lại gọi điện nhắn tôi về nhà gấp đó cũng là lần đầu tiên tôi dắt chồng về ra mắt gia đình Thái độ của bố đối với tôi vẫn lạnh nhạt như xưa, không có gì thay đổi. Ông nói vợ ông ốm nặng phải nhập viện và cần tiền chạy chữa. Nghe nói tôi ở thành phố làm ăn cũng khấm khá, nên đề nghị tôi đưa cho ông ít tiền xoay sở. Tôi biết bố gọi mình về thì chẳng có gì tốt lành, nhưng không nghĩ rằng ông lại phủ phàng đến mức nói rằng số tiền đó xem như trả ơn ông đã cho tôi ăn học nhiều năm qua. Tôi đành bấm bụng bàn với chồng, đưa trước cho bố 5 triệu đồng và hứa sẽ cố xoay thêm 10 triệu nữa để trả nợ cho ông. Nói về em gái tôi, ngay từ bé được sự nuông chiều của bố và mẹ kế nên tính tình nó vô cùng ương bướng ngang ngược, ngay cả khi tôi chẳng bao giờ có được sự yêu thương của gia đình, chẳng có thứ gì trong tay, nó vẫn luôn ganh ghét tị nạnh với tôi vì tất cả mọi điều. Cái ngày tôi đưa chồng về nhà, cô em động đảnh ấy bỗng đối xử với tôi vồn vã lạ thường nhìn vào mắt nó tôi biết nó đã có tình ý với chồng tôi nhưng tôi vẫn tin tưởng tình cảm vợ chồng của mình vững vàng lắm không có gì phải lo tôi thật ngu ngốc khi quên mất rằng cuộc đời của tôi đâu có gì tốt đẹp mãi mãi bẵng đi khoảng ba tháng một hôm bố lại lên tìm tôi với tâm trạng tức giận hừng hực vừa ra mở cửa chưa kịp nói gì ông đã lao vào tát tôi một cái trời dáng nghe những lời chửi bới của ông tôi lùng bùng hết lỗ tai đầu óc choáng váng không thể tin nổi những gì đang diễn ra mày đúng là con sao chổi thân mày không ra gì đã đành mày còn không biết quản chồng cho tốt nó về nhà dụ dỗ em gái mày đến mức nó có bầu rồi kia kìa em mày chỉ mới tốt nghiệp giờ thì mất hết tương lai chỉ vì đứa không ra gì như mày bây giờ mày tính sao Thật sự tôi cũng chẳng biết phải làm gì nữa Tôi chảy nước mắt nhưng miệng bất giác mỉm cười Tôi cười cho cái sự khốn nạn của cuộc đời mình Bố muốn con phải làm sao? Tôi hỏi Mày ly dị với chồng mày ngay cho tao Để nó về cưới em mày Chứ mày muốn em gái mày mang tiếng chữ hoang Rồi cả nhà tao mang nhục hay sao? Bố tôi nói Sau hôm đó Chồng tôi đã quỳ xuống van xin tôi tha thứ. Anh ta nói đó chỉ là giây phút nhất thời, không thể điều khiển bản thân vì say xỉn. Anh đã siêu lòng trước sự chủ động mời gọi của em gái tôi. Chẳng hiểu sao đến lúc này tôi bình tĩnh đến lạ. Tôi không nói gì, cũng không nổi giận hay lớn tiếng trách móc, mà chỉ lặng lẽ đặt lên bàn, tờ đơn xin ly hôn rồi bỏ đi. Cuộc đời tôi trước mắt cũng chưa biết ra sao, Tôi chẳng có người thân, không có gia đình hay bạn bè gì cả. Tôi nghĩ tốt nhất tôi chỉ nên sống một mình, tự sinh tự diệt rồi ra sao thì ra. Giờ tôi chẳng dám trông mong gì ở cái thứ xa xỉ được gọi là hạnh phúc. Có lẽ số tôi sinh ra hẩm hiu, nên suốt cuộc đời định sẵn là cô đơn và đau khổ rồi. Tôi chỉ hy vọng quãng đời còn lại của mình sẽ không bao giờ gặp lại những con người khốn nạn kia nữa tôi sẽ cố mạnh mẽ để vượt qua để tiếp tục sống thật tốt nhưng chắc chắn tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho họ không bao giờ theo tiểu lệ helino